Ủa, thiếp nghĩ tới nghĩ lui, mấy món đồ cổ trang sức cũng để không đó, chi bằng hãy bán lấy chút tiền về để buôn bán nhỏ gì đó, cũng là cách để kinh doanh. Thiếp và chàng chịu khổ thì không lo, điều quan trọng là phải nuôi hai đứa nhỏ lớn nữa. Tại sao lại giấu ta? Trước đây trong nhà dư giả, bây giờ phải cầm đồ để sống qua ngày. Thiếp sợ chàng không chịu nổi chuyện này nên mới giấu không nói. Lão hầu gia lại mới vừa qua đời, cô phủ đối xử với chàng như vậy, có quá nhiều chuyện ập tới với chàng. Bản thân thiếp từ nhỏ ăn rau ăn cỏ mà lớn, cầm đồ chịu khổ thiếp không để ý. Nhưng mà nhị lang, chàng sống trong cành vàng lá ngọc, thiếp sợ chàng không chịu nổi. Thiếp nghĩ như vậy cho nên mới đem đồ đi bán, để một thời gian sau rồi mới nói với chàng. Nhị lang, nếu chàng cảm thấy thiếp đã lừa dối chàng thì chàng hãy lấy kiếm mà giết thiếp đi. Thiếp biết nhị lang thật lòng thật dạ ở bên cạnh của thiếp bao nhiêu năm nay, chàng giết thiếp thiếp cũng không trách chàng đâu. Nhưng mà trước khi thiếp chết thì chàng hãy cho thiếp gặp mặt Dung Nhi và Sương Nhi, hai đứa nhỏ rất tội nghiệp, chỉ cần chàng có thể chăm sóc tụi nó, thiếp chết cũng không oán hận gì. Nhị lang, đừng ngốc nữa. Ở trong kinh thành này, dưới chân thiên tử, ai có thể tự ý giết người? Với lại, nàng chỉ bán đi một vài thứ để đổi lấy tiền, làm gì phạm tới tội chết? Nhị lang, chàng không trách thiếp nữa chứ? Nàng còn giấu ta chuyện gì nữa không? Dạ không có, không có. Nàng không biết chữ, ta đọc cho nàng nghe. Ngoài ô Tây Vũ Tỉnh, đất ruộng Quách Gia Trang, Đông Tam Môn, 420 mẫu. Phía Nam Cửu Trang, ngoại ô Đông Dinh Đức, Tứ Xuyên, ruộng khô 400 mẫu. Đây là cái gì? Đường Dương Châu, 30 cửa hàng muối. Mạng nương, ta hỏi lại một lần nữa, nàng có gì giấu ta hay không? Chỉ cần nàng nói ra, ta sẽ không trách tội nàng. Nhị lang còn hỏi thiếp có gì lừa dối chàng sao? Thiếp còn đang muốn hỏi nhị lang đi, tại sao chàng lại lừa dối thiếp? Ta lừa nàng chuyện gì? Chàng rất độc ác, còn làm cho thiếp tưởng ở trong nhà không còn chút tài sản nào, thiếp mặc dậy đi ra đường để cầm đồ sống qua ngày. Có biết bao nhiêu ánh mắt dòm ngó, ai mà biết chàng lại đem tài sản riêng của chàng giấu kỹ tới như vậy. Còn nói cái gì mà dì thiếp và con, tại sao chàng lại lừa dối thiếp như vậy? Nói như vậy là ta đối xử không phải với nàng rồi.
Ê, trời ơi, chàng làm cái gì vậy? Để coi, Phố Vĩnh Lạc Tô Châu, tiệm cầm đồ Bình Lạc, xem chút bị cháy rồi. Chỉ tiệm cầm đồ này thôi thì cũng đủ cho mẹ con thêm sống cả đời rồi. Không phải nàng nói nàng không biết chữ sao? Tại sao chữ trên đó nàng lại đọc rõ mồn một? Mạn nương, ta hỏi nàng một lần cuối cùng, nàng còn chuyện gì đang giấu ta? Dạ, dạ không, không còn nữa. Đưa vô đây. Ca ca. Nàng nói ca ca nàng lừa hết của cải mà nàng đã tích góp, sau đó thì chết dọc đường. Nàng không biết nương tựa ai đến giờ giả ta. Ta đưa tiền mai táng cho nàng, mua mộ phần giùm nàng, tận mắt chứng kiến quan tài của ca ca nàng được chôn xuống. Bây giờ nàng nói với ta, nàng không có gì lừa dối ta hết. Đây không phải là một chuyện đáng cười nhất trên đời sao? Nhị Lan, Nhị Lan, tất cả đều do thiếp. Thiếp đã bị ca ca lừa, thiếp bị huynh ấy lừa thật mà. Nhị Lan, chẳng hãy tin thiếp đi. Nhị Lan, Mạng Nhị nương. Lan, nếu như nàng không nhìn thấy bây giờ ta có rất nhiều tài sản, thì chắc nàng và ca ca của nàng đã sớm gom hết đồ bỏ đi. Uổng công ta luôn nói tốt giùm nàng trước mặt mama, nói ta không nhìn lầm nàng. Nhị Lan, Nhị Lan, Nhị Lan, nàng dẫn người ca ca đã chết của nàng. Ngày mai đi ngay cho ta. Nhị Lan, Nhị Lan, Nhị Lan, Nhị Lan. Vô trong đi. Con còn nhỏ, mãi tha cho thiếp lần này để thiếp được ở trong nhà. Nhị Lan, thiếp không cần danh phận gì hết, thiếp không làm ngoại thất cũng được mà. Chàng cứ coi trong nhà có thêm một nô tỳ giúp việc cũng được. Hai đứa con còn nhỏ, chúng không thể không có mẹ ruột được. Nhị Lan, chàng có lòng nhân hậu, cho thiếp tất cả số tiền đó để thiếp đem đi. Nhưng mà số tiền đó đều bị ca ca đáng chết của thiếp thua cá độ hết rồi. Quỳnh ấy đã lừa thiếp hết lần này tới lần khác, thiếp bị ép quá cho nên mới làm vậy. Thiếp không muốn đâu Nhị Lan. Quỳnh ấy nói nếu như thiếp không đưa số tiền đó cho Quỳnh ấy thì Quỳnh ấy sẽ bắt cóc hai đứa con của thiếp, sẽ bắt cóc chúng.
Nhị lang, thiếp lớn lên trong cô độc, phiêu bạt đi khắp nơi không chỗ nương tựa. Thiếp thực sự đã không còn đường để đi nữa. Nhị lang, nếu như bây giờ ta vẫn còn là một tên nghèo hèn, thì nàng có khóc lóc van xin đòi ở đây hay không? Dạ có, thiếp sẽ như vậy. Nhị lang, từ nhỏ chàng cũng đã không có mẹ bên cạnh chăm sóc, chàng hiểu nỗi khổ khi không có mẹ của hai đứa con của chúng ta mà. Xin chàng hãy nghĩ tới hai đứa con của chúng ta mà tha cho thiếp lần này đi, để thiếp được ở lại trong nhà. Nhị lang, ta chính là vì hai đứa nhỏ, vì nàng mà đi cầu thân với Dư gia, nhưng mà họ lại năm lần bảy lượt từ hôn ta. Rốt cuộc vì lý do gì? Là vì Dư gia thấy thân phận thiếp thấp hèn nên không muốn con gái nhà họ cùng với thiếp hầu hạ chàng. Dư gia vẫn luôn như vậy, những gia đình khác cũng sẽ như họ hết. Nhị lang, nàng vẫn còn lừa ta. Ta cho nàng cơ hội hết lần này tới lần khác. Nhị lang, trong lòng ta luôn có suy nghĩ rất tốt về nàng. Nàng có thể nào nói một câu thật lòng với ta không? Chỉ nói một câu thật lòng mà không được hay sao hả? Nhị lang, nhị lang, nhị lang. Mạn nương, nàng nói nàng không biết phải đi đâu, chỉ có đường chết. Nàng dịu dàng lại e thẹn, làm người khác thấy tội nghiệp. Ta đã sắp xếp chỗ ở cho nàng, vì nàng phí hoài hết tâm trí cùng nàng sinh con đẻ cái, vì nàng đi cầu thân Dư gia. Nhưng mà nàng lại đi chọc lão phu nhân Dư gia ngất xỉu, sau đó lừa gạt tiểu thúy đem con tới đó quỷ hôn. Nàng làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì hả? Không phải chỉ là muốn làm chính thất của ta trong hầu phủ sao? Nhưng bây giờ ta không còn danh phận gì nữa rồi. Nàng muốn dơ vét hết tài sản, cao bay xa chạy. Cố Đình Diệp ta đã thấy biết bao nhiêu âm mưu quỷ kế, nhưng chưa bao giờ nghi ngờ nàng, một lần cũng chưa từng. Nhị lang, ta giết nàng thì có tác dụng gì? Chỉ tại ta ngu ngốc, ta bị nàng hại, bị nàng lừa, bị nàng cắn cổ để hút máu, bị nàng coi như con rối đem ra đùa giỡn. Tại ta ngu, ta tự thừa nhận. Nhưng nếu như nàng ngày mai vẫn còn không chịu thu dọn đồ rời khỏi kinh thành này, ta sẽ khiến nàng không thể sống nổi ở kinh thành này. Nàng đã nghe rõ chưa? Nghe rõ từng chữ một mà ta nói hay chưa? Ha ha ha.